Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tiết mục này Giỏ Xe. Giỏ ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn đến từ cái thương hiệu là Continental, một cái thương hiệu mà chuyên giỏ xe dành cho những cái dòng phân khối lớn và lọt top những cái giỏ xe chất lượng nhất và xứng đáng nhất sử dụng cho xe của các bạn. Vậy thì cái dòng giỏ này, mã gai của nó sẽ là Conti. Thì nghe qua cái tên là các bạn cũng đã biết rồi đó. Chúng ta sẽ có những cái mã gai sẽ dành riêng cho cái dòng xe tay ga với bản mâm là 12 inch và 16 inch. Vậy thì cái dòng giỏ này nó có những cái đặc điểm gì tốt, kiểu dáng gai ra sao, các bạn đừng vội đánh giá mà hãy xem hết video clip này của mình. Continental là một dòng giỏ có nguồn gốc từ Đức và được sản xuất ở Hàn Quốc nha các bạn. Đối với cái dòng giỏ này, đặc trưng của nó sẽ là những cái cảnh gai nằm ngang, nằm dọc theo cái chiều của giỏ xe, tăng cái độ thoát nước, tăng cái độ bám đường cho cái phần giỏ xe của các bạn khi chúng ta di chuyển trong đường ướt và khi các bạn ôm cua. Với cao su có độ mềm tương đối như là Continental này, chắc chắn sẽ đem lại những cái trải nghiệm thoải mái nhất cho các bạn khi mà chúng ta sử dụng trên đường. Khi mà chúng ta vận hành qua những cái mặt đường phẳng, giỏ xe sẽ phát huy cái sự êm ái cho các bạn. Với cái dòng giỏ này, kiểu dáng gai của nó sẽ là Conti Road Attack 3, đem lại cái sự bám đường cực kỳ tốt dành cho những cái dòng xe mô tô nè, những dòng xe sport hay là touring, tăng cái hiệu suất, kèm theo đó là những cái ưu điểm như sau: bám đường tốt, an toàn cao, khoảng cách dừng khi phanh được rút ngắn và độ bám đường an toàn trên các bề mặt đường khô lẫn đường ướt. Vỏ điều khiển linh hoạt, dễ dàng xử lý trong mọi tình huống lưu thông trên phố. Vỏ đem lại sự thoải mái cao nhất dù xe bạn đang di chuyển trên đường không bằng phẳng, có nhiều đá cuội, lồi lõm và gồ ghề. Tuổi thọ của vỏ lâu dài với độ mòn đồng đều, mang lại hiệu suất cao trong suốt thời gian sử dụng. Vỏ Continental Conticut chúng ta sẽ sử dụng cho hai bản mâm là bản mâm 12 inch và 16 inch với mức giá như sau. Conticut 110 70 12 sẽ có giá là 1.050.000, 120 70 12 sẽ có giá là 1.230.000. Conticut 180 16 sẽ có giá là 1.190.000, 120 80 16 sẽ có giá là 1.550.000. Với mâm 12 inch chúng ta sẽ có size là 101 và 120, sử dụng cho những dòng xe như là Cupy nè, Dandy hay là Vespa Dream. Còn đối với lại bản mâm 16 inch, chúng ta sẽ có size bánh trước là 100 và bánh sau sẽ là 120, sử dụng dành cho SH 125 và 150. Và mức giá trên được Vinh cập nhật vào tháng 11 năm 2022. Cuối cùng, để tránh mua nhầm giỏ giả, giỏ kém chất lượng, các bạn có thể ghé shop 2 bánh, đại lý ủy quyền của thương hiệu giỏ Continental để có thể chọn lựa một mã gai phù hợp nhất với xe của mình và thay giỏ đúng quy trình nhất. Điểm khác biệt khi các bạn thay giỏ tại shop 2 bánh: kho vỏ chính hãng đến từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới, giá cả niêm yết rõ ràng, vỏ mới được nhập về liên tục, quy trình thay vỏ chuyên nghiệp bằng máy, bơm vỏ có đồng hồ đo số ký đúng quy định, nhân viên tư vấn nhiệt tình, phù hợp theo nhu cầu của khách hàng, với nhiều hệ thống cửa hàng tại các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Đặc biệt, khi các bạn mua bất kỳ một sản phẩm hay sử dụng dịch vụ nào của shop 2 bánh, các bạn sẽ được bơm bánh xe, tăng sên và tăng thắng miễn phí để xe của chúng ta luôn an toàn và ổn định nhất. Để tham khảo thêm những cái mã gai khác của dòng giỏ Continental, các bạn có thể lên website là shop2banh.vn hoặc là liên hệ với số hotline là 0938 820202 để được tư vấn và hỗ trợ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.